chiêm ngưỡng bức tranh ngọc Tạc Chiến Con Rồng lớn nhất châu Á của đại gia Thái Nguyên. Bức tranh bằng ngọc nguyên khối Pakistan nặng 5 tấn, chạm khắc hình ảnh tinh xảo chín con rồng châu Á đang uốn lượn trên mây cùng tranh một viên ngọc. Chủ nhân của bức tranh ngọc độc nhất vô nhị này là ông Lê Văn Dũng, sinh năm 1960 ở Thái Nguyên. Theo đó, bức tranh cao 1m8 và nặng 5 tấn do những nghệ nhân bậc thầy của Đài Loan, Trung Quốc chạm khắc. Đây là tác phẩm được làm hoàn toàn bằng ngọc nguyên khối, có nguồn gốc từ Pakistan, được ông Dũng mua trong một cuộc triển lãm mỹ nghệ tại Bắc Kinh vào năm 2011. Theo ông Dũng, tác phẩm chạm khắc hình ảnh 9 con rồng châu Á đang uốn lượn trên mây cùng tranh một viên ngọc. Để hoàn thành tác phẩm này, các nghệ nhân của Đài Loan phải lao động miệt mài trong hơn 1 năm trời và phải làm hoàn toàn thủ công. Từng đường nét của con rồng được chế tác tinh xảo, thể hiện được sức mạnh, thần thái uy nghi, mang tính biểu tượng của rồng châu Á. Các chi tiết như đôi mắt, móng vuốt, râu rồng và các lớp vảy đều được trau chuốt, thổi hồn, trông như thật. Có thể nói, kỹ thuật chạm khắc trên ngọc của tác phẩm này được xem là tinh tế, cầu kỳ bậc nhất hiện nay, ông Dũng nói. Cũng theo vị đại gia này, những phản đá xanh ngọc trong tự nhiên không phải hiếm, nhưng để tìm được bức ngọc có kích thước lớn, đặc biệt nước ngọc sáng bóng, không lỗi hỏng như này là rất hiếm. Chính vì vậy, để mua được tác phẩm này, ông Dũng cũng mất nhiều thời gian theo đuổi, thương lượng. Tôi biết bức tranh ngọc này từ năm 2009, trong chuyến công tác ở Đài Loan. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, khi tác phẩm được các nghệ nhân mang đi trưng bày tại triển lãm Bắc Kinh, tôi mới thuyết phục và thương lượng thành công, ông Dũng nói. Dù không tiết lộ giá cụ thể, song vị đại gia này cho biết, thời điểm đó, ông đã phải chi một số tiền không nhỏ để mua đứt được bức ngọc quý này. Hiện tại, tác phẩm được ông Dũng trưng bày trong nhà riêng và thu hút rất nhiều đoàn khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Được biết, vào năm 2013, tác phẩm này đã được xác lập kỷ lục là viên ngọc nguyên khối lớn nhất châu Á. Cũng theo vị đại gia này, đã từng có người trả ông 10 tỷ đồng để sở hữu bức tranh ngọc quý hiếm này, song ông vẫn chưa đồng ý bán.